Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách có thể xây dựng một cái mô hình học giám sát để phân loại biển báo giao thông. Thì đây là các biển báo giao thông, và chúng ta phải xây dựng một mô đồ làm sao nó có thể nhận diện được những cái biển báo giao thông này là biển báo gì. Trước khi đi xây dựng mô đồ này thì chúng ta sẽ phải có một số cái kiến thức nền tảng như sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tham khảo cái video mình làm về giới thiệu về machine learning và cái nền tảng để xây dựng những cái mô đồ học giám sát là gì. Thì các bạn có thể theo dõi cái video này ở trên kênh YouTube của ProtonX. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ phải là, nếu các bạn là người chưa học AI thì các bạn sẽ phải là ôn lại kiến thức học lập trình Python của mình trước. Thì tất cả những cái lập trình Python đều nằm trên cái GitHub của mình. Đó. Và sau đó các bạn sẽ phải xem làm sao chúng ta để xây dựng mô hình logistic regression và xem hướng dẫn sử dụng Google Lab. Thì mình sẽ sử dụng Google Lab trong cái việc xây dựng cái mô đồ này. Và chúng ta cũng sẽ phải chú ý đến một số cái đường dẫn quan trọng khi mà chúng ta thực hiện lập trình. Đó là gì? Thứ nhất, chúng ta phải chú ý những cái link của dataset, cái nơi mà chứa những cái dataset của chúng ta. Thứ hai là mình đã có train cái mô đồ này rồi và mình có pre-train mô đồ rồi. Các bạn có thể sử dụng lại pre-train mô đồ của mình. Thứ ba là mình có một cái link để chứa các nhãn. Đó. Và cuối cùng các bạn muốn tìm hiểu cái dataset này có thể tìm hiểu cái dataset này. Đây là dataset về biển báo giao thông của Đức. Thì trong này có rất nhiều thông tin. Đó, có hơn 40 class. Và có hơn 50.000 ảnh. Đó. Và đây là định dạng của những cái ảnh. Và những cái khung bao trắng nó được thiết kế như thế nào. Các bạn có thể xem thêm. Ok, mình sẽ bắt đầu xây dựng cái mô đồ này. Thì trong cái Google Drive của mình sẽ tạo ra một cái thư mục tên là ML. Và sau đó mình sẽ tạo ra một cái file Google Colab ở đây. Đó. Và tại sao mình lại tạo ra một cái thư mục ML trong này? Và tại sao mình lại tạo ra cái file ở trong đó thì mình sẽ giải thích sau. Thì ở đây mình sẽ đặt tên cho cái file của mình là Ngọc.net. Đó, mình sẽ xây dựng mô đồ của mình là Ngọc.net. Tiếp đến, trước khi mà viết bất cứ một dòng code nào thì chúng ta sẽ phải connect nó. Connect đến máy chủ. Và chúng ta phải kiểm tra runtime. Trong trường hợp này chúng ta sẽ phải dùng runtime là GPU. Đó. Và xếp lại. Mà chờ connecting lại. Tiếp đến, cái việc đầu tiên mà mình sẽ kiểm tra đó chính là kiểm tra TensorFlow. Đó, thì hiện tại là cái TensorFlow ở trên Colab mà chưa được nâng cấp lên TensorFlow 2.0. Vì vậy mình sẽ nâng cấp lên. Pip install TensorFlow GPU 2.0.rc. Thì nó sẽ cài TensorFlow GPU cho mình và bản 2.0. Và đây, sau một gian chờ đợi thì mình đã cài xong. Thì mình sẽ phải reset cái runtime của mình. Và đồng thời đó mình cũng kiểm tra luôn, kiểm tra xem cái version của mình đã tăng lên hay chưa. Ok, và bây giờ chúng ta đã có bản 2.0. Thì cái bản 2.0 này nó, cái cấu trúc viết nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bản 1. Và cái việc mà xây dựng mô đồ sẽ trở nên nhanh hơn rất là nhiều. Việc tiếp theo mà mình luôn luôn mình làm khi mình sử dụng Google Colab chính là mình sẽ phải nối cái Google Colab này vào cái Google Drive của mình. Tại vì sao mình phải làm vậy? Tại vì cái Google Colab nó chỉ cho chúng ta lưu trữ dữ liệu ở trong cái máy chủ của Colab trong vòng 12 tiếng thôi. Sau 12 tiếng đó thì cái dữ liệu sẽ bị xóa đi. Vì thế ta sẽ phải sử dụng cái thư mục ở trong cái Google Drive của mình để làm nơi lưu trữ dữ liệu. Đó, đấy là lý do vì sao mà mình lại lập ra cái thư mục này từ lúc ban đầu. Thì cách nối cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ sử dụng một cái thư viện của Google.
các bạn from google.colab rồi import drive đó, và chúng ta sẽ mount chính là nối. Cái collab hiện tại vào trong thư mục rồi đó, và Google người ta yêu cầu là chúng ta sẽ phải login vào đó. Thì lấy một cái token, cái token này sẽ cho phép collab thao tác với file ở trong Google Drive. Paste token vào đây. Ok, là báo là mount với Drive rồi. Và để kiểm tra nó thành công hay không thì chúng ta có thể vào đây. Đúng không? Chúng ta sẽ vào cái thư mục hiện tại. Đó, thì các bạn có thể thấy này. Ở trong những cái thư mục hiện tại đã có một cái thư mục tên là Drive. Đó, và khi các bạn xem ở đây, các bạn sẽ thấy là đây chính là những cái thư mục hiện tại ở trong cái Drive của mình. Đấy, và đây thư mục machine learning, tất cả những gì mình thao tác với Google Lab mình sẽ lưu lại hết ở đây, từ việc download dataset, training model, lưu lại những pre-trained model mình đều sẽ lưu vào cái thư mục này. Đó cái việc chúng ta sẽ làm tiếp theo. Vậy cái cách lưu lại như thế nào để cho hiệu quả thì mình sẽ sử dụng command line bằng chính Colab mà để mình truy cập vào cái thư mục này. Thì mình đầu tiên mình sẽ check là hiện tại chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở một cái thư mục tên là content. Thì bây giờ chúng ta phải tìm ra cái đường dẫn của cái thư mục ML này mà chúng ta truy cập vào. Thì Colab có một cái tool rất là hay, đó là mình sử dụng chuột phải. Thì chúng ta có thể lấy được cái path, cái đường dẫn của cái thư mục đó, chúng ta copy lại và chúng ta sẽ cd đến cái thư mục đó. Và một nữa chúng ta kiểm tra lại cái đường dẫn. Thì hiện tại các bạn đã thấy là chúng ta đã có một cái đường dẫn ở đây rồi, chính là cái drive của mình. Và hoàn toàn chúng ta có thể xem ở trong này có những cái thư mục gì. Đó, có cái file collab chúng ta đã tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ phải download cái dataset. Thì mình có cái link mà tất cả những cái link cần thiết ở đây. Thì đây, đây chính là link dataset. Thì mình sẽ copy cái link dataset, sao chép, liên kết. Mình vào lại collab. Mình khai báo một cái biến thể link, đoạn string, shift enter. Ok, bây giờ ta đã có một cái đường link, và chúng ta sẽ cài một cái thư viện để download cái data của cái đường link này. Pip install widget. Đó, ta import widget. Widget.download link. Thì các bạn chú ý là chúng ta đã đang ở cái thư mục ML rồi, nên khi mình download nhà nó sẽ vào chính cái thư mục đó. Shift enter. Thì bạn chờ một lúc nó sẽ download cho các bạn. Đó. Thì các bạn kiểm tra lại cái drive của mình này. Load lại này. Đó, thì các bạn thấy chúng ta có một cái file đi rồi. File dữ liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt một thư mục để chúng ta giải nén ra. Thì mình sẽ đặt thư mục để giải nén là data bằng, mình giải nén là chính thư mục hiện tại đi, unzip query zip để và đến thư mục data. Đó, thì bây giờ nó đã giải nén chúng ta rồi. Thì chúng ta load lại đây xem nào. Refresh. Đó, thì chúng ta thấy là bây giờ nó đã giải nén chúng ta ba cái file, đúng không? File test, file train và file valid. Thì sẵn ở đây chúng ta sẽ tạo ra đường dẫn của những cái file này luôn. Training bằng data cộng với P. Đó, đây chính là link của cái
file train này. Valid link sẽ bằng data cộng với valid chấm p, và test link chính bằng data cộng test chấm p. Vì tất cả các file này đang lưu dưới dạng chấm p nên chúng ta chưa thể đọc nó ngay, chúng ta sẽ phải sử dụng một thư viện để đọc nó. Thì các bạn import một thư viện tên là pickle, dưa muối, đúng không? Thì chúng ta sẽ open chain của link với cái chế độ đọc là đọc binary. Đó, tạo ra một biến chain sẽ bằng pickle load app. Tiếp tục with open valid link mode bằng đọc binary app. Câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Tại sao chúng ta lại có ba cái bộ dữ liệu như này? Một bộ tên là train, một bộ tên là valid, một bộ tên là test. Thì đây chính là quá trình training. Đầu tiên chúng ta có dữ liệu thô, sau đó chúng ta sẽ dùng feature engineering để chúng ta xử lý data của chúng ta và chia thành ba bộ đó theo một tỷ lệ nào đó. Thì ba bộ này có tên lần lượt là gì? Training set, validation set và test set. Thì khi chúng ta training thì chúng ta sẽ dùng cái bộ training set là dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta sẽ phải sử dụng cái bộ validation set ở cuối mỗi bước train để đảm bảo là sau mỗi bước train chúng ta sẽ đánh giá được là cái độ chính xác là tăng lên hay giảm đi. Chứ chúng ta sẽ không thể train trong vòng 1-2 năm được. Chúng ta sẽ phải vừa train, chúng ta vừa validate xem là cái cách train này nó có hiệu quả hay không. Và sau khi chúng ta train xong thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ test set. Và cái model chúng ta không hề học cái data trong test set, để chúng ta có thể là validate một cách chính xác nhất cái hiệu quả của model với một cái data không được train. Và sau khi chúng ta validate xong rồi thì chúng ta sẽ đưa cái model này vào quy trình dự đoán thật. Đó, quy trình dự đoán thật thì rõ ràng là đầu vào không hề có nhãn, thì chúng ta phải dựa vào cái model này chúng ta tìm ra cái nhãn mới. Vậy đó là lý do mà chúng ta thấy là chúng ta có ba cái bộ như ở trong collab chúng ta đã thấy. Tiếp đến chúng ta sẽ đi khám phá những cái data ở trong những cái biến này. Thì bây giờ mình sẽ gõ train chẳng hạn. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái dictionary. Đấy. Một kiểu giá trị key value. Và người ta đã phân ra là trong này features. Đó. Chính là những cái bức ảnh. Và cái nhãn của chúng ta đây. Đấy, cái nhãn người ta đánh là labels. Đó. Thì chúng ta có thể lấy ra các ảnh bằng việc là train features và train uy chính là các nhãn bằng train labels. Thì tiếp tục với chuyên x thì nó là gì? Nó là một cái array rất là dài. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là chiều của nó là bao nhiêu. Thì chiều của nó là 34.799 nhân 32 nhân 32 nhân 3. Vậy một cách dễ thấy là gì? Mỗi một bức ảnh của chúng ta sẽ là cỡ 32 nhân 32 nhân 3. Tại sao lại như vậy? Thì các bạn có thể thấy ở đây, một cái bức ảnh nó sẽ được chia thành 3 lớp. Lớp màu đỏ,
giữa màu xanh lục với màu xanh dương. Vậy thì trong trường hợp này 32 x 32 x 3 chính là một cái bức ảnh có 3 lớp và chiều của mỗi lớp chính là 32 x 32. Vậy thì trong cái trường hợp này con số 34.799 là gì? Đây sẽ chính là số lượng ảnh. Đó, khi 34.000 cái bức ảnh nó ghép vào nhau nó sẽ trở thành một cái ma trận 4 chiều. Đó, đấy là lý do vì sao ta có cái chiều như thế này. Vậy bây giờ mình muốn lấy ra một cái ảnh thôi thì làm như nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng index để lấy ra. Mình sẽ lấy thử cái ảnh đầu tiên ra xem nào. Đó, thì đây là một cái array có chiều là bao nhiêu? Đó, 32 x 32 x 3. Đó. Đấy do vì sao mà mình nói là tất cả các ảnh thì chiều là 4 chiều và một ảnh duy nhất thì chiều là 3 chiều. Đó. Vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái thư viện để chúng ta có thể hiển thị những ảnh này. Chúng ta sẽ import matplotlib.plotsp.lt.imageshow ảnh ở vị trí đầu tiên. Đó, thử ảnh ở vị trí số 2 xem. Thậm chí ảnh ở vị trí số 10. Và ảnh ở vị trí 50 xem. Thì các bạn có thể thấy là những cái ảnh này đã được tăng cường. Có nghĩa bộ data rất là đẹp khi họ đã tăng cường cái data của chúng ta là với một cái hình ảnh của một cái vật cụ thể. Trong trường hợp này một cái biển cụ thể thì nó được chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nên rõ ràng nếu mà chúng ta train được cái model này thì model của chúng ta có thể có khả năng nhận diện cái biển báo trong mọi điều kiện khác nhau từ tối đến sáng. Vậy thì với một cái ảnh này thì cái nhãn của nó là gì? Các bạn sẽ xem cái nhãn của nó là gì. Chúng ta sẽ dùng train y của 50. Thì đây nó sẽ ra một cái số. Thì làm sao chúng ta tra được ra nhãn của nó? Thì các bạn nhớ là mình đã có một cái file để chứa cái link nhãn. Thì các bạn mở nó ra. Đây chính là cái file để mapping giữa những cái nhãn bằng số thành nhãn bằng chữ. Thì mình sẽ sử dụng cái này. Mình dán vào trong cái collab của mình. Đó. Mà cái này nó có class name train y của 50. Đó, thì với cái nhãn có số là 41 này thì nó tương ứng với là tương ứng với nghĩa là end of no passing. Thì một cái câu hỏi đặt ra là gì ở đây? Các bạn có thể để ý là các ảnh này nó giống nhau và nó đặt liền nhau. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì không? Câu trả lời là có. Tại vì khi mà chúng ta train cái model chúng ta theo từng phần một ấy, mà mỗi phần lại có các ảnh giống hệt nhau ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính tổng quát của cái việc training của cái phần đó. Đấy do vì sao chúng ta sẽ phải cháo tất cả các ảnh này lên và cháo luôn cả nhãn đi kèm. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng một cái thư viện để cháo. Thì chúng ta sẽ dùng cái thư viện là from sklearn reduce import shuffle chạy. Ta sẽ tiến hành cháo. Shuffle và kiểm tra lại đã được cháo chưa. Đó, các bạn có thể thấy là cái ảnh đầu tiên nó sẽ không giống như là ban đầu nữa, đúng không? Và mình xem cái nhãn của cái này là gì. Và nhãn của nó là yield, chính là nhường đường.
ta đã quên mất điều là chúng ta chưa lấy data ra từ bộ valid và test. Chúng ta lấy luôn ở đây. Valid x bằng valid features, valid y bằng valid labels, test x bằng test của features, test y bằng test của labels. Thì các bạn chú ý này, cái bộ valid, cái bộ test ấy, nó sẽ không dùng để training mà chỉ dùng để validation thôi. Valid để dùng validation khi mà đang training, còn đâu test để validation khi training xong thì chúng ta sẽ không phải thực hiện cái việc cháo. Và một việc nữa, chúng ta sẽ phải chuẩn hóa cái data, chuyển cái data này, tất cả những data point xuống những giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Thì chúng ta sẽ chuyển như thế này. Chuyển xuống. Đó. Tại vì mỗi pixel nó chạy từ 0 đến 255, nên khi mình chia như này nó sẽ chuẩn hóa được xuống dưới những cái phần tử nhỏ, lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Tương tự như cái bộ kia. Valid x, test x. Thì tại sao phải làm cái việc này? Cái làm cái việc mà chuẩn hóa như này sẽ giúp cho là cái sự ảnh hưởng giữa các data point lên cái việc training nó tương đồng nhau nhiều hơn. Ví dụ nếu có một trường hợp có data point là 255 và có data có giá trị là 1 chẳng hạn, thì cái sức ảnh hưởng của 255 lên cái việc training là rất là lớn. Nhưng mà khi mình chuẩn hóa lại thì ví dụ các bạn có thể thấy là những cái giá trị này ấy, nó sẽ thu hẹp lại thành chỉ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, thì cái sự ảnh hưởng của từng data point lên cái kết quả training nó sẽ tương đồng nhau nhiều hơn. Đó, để tránh bị thiên vị. Ví dụ nếu mà giữ là những cái giá trị lớn như 255 thì cái kết quả nó sẽ thiên vị về cái data point này, nên chúng ta phải chuẩn hóa nó lại. Đó là cái việc chuẩn hóa những cái ảnh. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chuẩn hóa những cái nhãn nữa. Các bạn có thể thấy những cái nhãn bây giờ nó đang là những cái số thôi. Những cái số là ví dụ trong trường hợp này là số 41 chẳng hạn. Đúng không? Số 41. Mà cái đầu ra của cái mạng này, đây sẽ chính cái mạng chúng ta xây dựng. Cái đầu ra của cái mạng sẽ là một cái vector 43 x 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng một cái hàm để chuyển cái nhãn của chúng ta từ một số thành một dạng one hot. Đó, tương ứng với cái vector này. Thì các bạn sẽ xuống đây, tiếp tục chuẩn hóa. Thì mình sẽ là from scikit-learn. Thì mình sẽ là from scikit-learn .pre import label. Đó. LB bằng labelizer. Ta sẽ chuyển trainee sẽ bằng LB chấm quick transform trainee. Tương tự chúng ta cũng sẽ phải chuẩn hóa cái valid luôn. Valid y bằng lb chấm transform. Valid y. Chúng ta kiểm tra này. Ví dụ ở tập valid chẳng hạn. Ta kiểm tra bằng cái tập ban đầu. Ta kiểm tra phần tử 0. Thì là số 41. Thì từ valid y ta cũng tìm phần tử 0. Đó, các bạn thấy là cái số 41 nó chính là cái số index của cái array này. Còn đâu tất cả phần tử trong array này sẽ bằng 0 hết. Đó là cái ý nghĩa của việc chuyển về unhot. Ok, việc tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng mạng của chúng ta. Quá trình mà chúng ta xử lý data đã xong, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng mạng. Thì đây chính là cái architect của cái mạng của chúng ta. Thì để mà
làm nhanh hơn thì mình đã có danh sách những cái API mình sẽ dùng để xây dựng mạng, thì các bạn có thể dành thời gian để gõ và mình sẽ dán luôn đây cho nhanh. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái model của mình bằng cái API sequential. Đó. Thì trên hình các bạn có thể thấy là đây, đây là một cái bức ảnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải định nghĩa cái đầu vào cho cái mạng của chúng ta chính là những cái bức ảnh này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào đây định nghĩa chiều dài bức ảnh là 32 này, chiều cao là 32 này. Và chúng ta định nghĩa số class của cái mạng này là 43. Ta có cái shape của một cái bức ảnh đầu vào chính là 32 33 33. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói qua về cấu trúc mạng. Các bạn sẽ xem cấu trúc mạng. Thì ý tưởng của cái mạng mà mình xây dựng nó sẽ học theo ý tưởng của VGG16. Thì các bạn có thể thấy này, cái VGG16 nó sẽ dùng những cái lớp tích chập convolution để nó trích xuất đặc trưng ra từ cái ảnh này. Và các bạn có thể thấy là qua mỗi một cái lớp ấy thì cái kích thước của ảnh nó sẽ giảm đi. Ví dụ đây là 224 × 224 xuống còn 112 × 112 này, xong xuống 56 × 56 này, xong giảm xuống 28 × 28 này, và cuối cùng giảm xuống còn là 1 × 1 thôi. Đó. Nhưng mà cái channel sẽ tăng lên. Đấy, ví dụ trong này có 3 lớp channel là xanh dương, xanh lục và đỏ chặn. Thì bây giờ sẽ còn lên 64 cái channel, tăng lên 128 channel, 256 channel, lên tận 4096 channel. Đó. Thì đây là cái ý tưởng của VGG, là giảm cái kích thước chiều dài chiều rộng nhưng mà tăng số lớp channel lên. Và chúng ta làm cái việc này bằng cách thông qua những cái lớp convolution, ReLU này, Max Pooling này, rồi Fully Connected này, Softmax. Thì chúng ta sẽ quay lại cái kiến trúc thật của chúng ta ở đây. Thì đây là kiến trúc thật của chúng ta. Chúng ta cũng có những cái lớp convolution 2D này, activation chính là ReLU này, batch norm để chuẩn hóa lại data sau khi đi qua những cái lớp này. Tiếp tục có convolution 2D, activation, batch norm, xong mask pooling. Rồi đến đây convolution này, activation, batch norm này, cũng convolution, activation, batch norm. Nhưng các bạn có thể để ý là khi một cái ảnh là cứ 32 × 32 đi qua cái convolution này mà nó vẫn giữ nguyên là 32 × 32, rõ ràng là cái số lượng channel đã tăng lên rồi. Nhưng mà tại sao cái kích cỡ nó vẫn giữ nguyên? Tại vì đây mình dùng padding bằng same. Chúng ta giữ lại cái kích cỡ giống như là kích cỡ ban đầu. Nhưng bản chất là kích cỡ thật đã bị thu nhỏ lại, còn phần còn lại thì chúng ta chuyển thành không hết. Đó. Và chúng ta đi qua những cái lớp này để trích xuất đặc trưng. Đó. Và trích xuất đặc trưng xong thì chúng ta sẽ được cái bộ feature map là 8 × 8 × 64, và chúng ta sẽ duỗi ra thành cỡ 4096 × 1 để đưa vào một cái mạng gọi là mạng fully connected, để thể nhận diện là đấy thuộc cái class nào. Đó. Thì mình sẽ bắt đầu code và sẽ nói từng phần, từng cái layer cho các bạn hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng các bạn có thể hiểu là ở cái chỗ này một điểm mấu chốt là nó không thay đổi cái kích cỡ, tại vì chúng ta đang dùng padding bằng same, chứ thực chất là nó sẽ phải thay đổi kích cỡ. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm một cái lớp convolution vào đây, vào trong mạng của chúng ta. Thì trước khi thêm convolution vào thì chúng ta sẽ nói cái convolution là gì. Đây chính là convolution layer. Thì nếu không phải là machine learning hay deep learning đi, thì convolution layer nó được thực hiện như là một cái phép để có thể là xử lý cái ảnh đầu vào. Đó. Nó sẽ tạo ra một cái gọi là kernel. Kernel chính là cái màu đen này. Nó sẽ trượt trên cái ảnh đó và nó sẽ trích xuất ra những đặc trưng của ảnh đó. Ví dụ cái kernel, cái ô màu đen này này, ô màu đen này, này nó là cái giá trị là -1 này, 0,1 này, -2, 0,2 và -1, 0,1. Nó trượt trên cái ảnh original này thì cái đầu ra của nó sẽ được là cái ảnh này. Và các bạn có thể để ý là cái ảnh này nó chứa tất cả những cái đặc trưng theo chiều dọc. Các bạn thấy theo chiều dọc nó được làm sáng lên đó, và chiều ngang nó làm tối đi. Và nếu chúng ta để theo cái kernel như này, cái tấm màu đen này,
trượt trên cái ảnh theo giá trị dương ở hàng ngang ở đây và âm hàng ngang ở đây, thì nó sẽ trích xuất được những cái đặc trưng nằm ngang, đúng không ạ? Thì đây là nhắc trên cái quan điểm mà nó chưa phải là machine learning hay deep learning, mà đây là những cái kernel ta thường dùng để trích xuất ra cái đặc trưng. Vậy thì người ta có thể kết luận là gì? Trong xử lý ảnh bình thường ấy, thì cái người người ta làm xử lý ảnh ấy, người ta sẽ tự định nghĩa những cái kernel này, những cái giá trị kernel này. Ví dụ đây là -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Và người ta có mục đích là trích xuất những cái người ta nghĩ rằng đấy là đặc trưng của ảnh. Ví dụ trong trường hợp này, người ta nghĩ rằng là những cái đường thẳng như này là đặc trưng của ảnh, để tôi muốn lấy ra. Còn trường hợp này tôi nghĩ là những đường ngang mới là đường quan trọng, thì tôi trích xuất ra. Để là những cái tôi trích xuất ra được nó chính là đặc trưng của cái bức ảnh này. Nhưng trong deep learning thì cái quan điểm hoàn toàn ngược lại. Khi mà chúng ta tạo ra cái lớp tích chập này, lớp convolution này, chúng ta để hoàn toàn rỗng cái kernel này và không có giá trị, để cái việc mà chúng ta tối ưu cái hàm log function. Cái log function chính là cái độ chênh lệch giữa giá trị mà chúng ta dự đoán và giá trị thực tế. Khi chúng ta tối ưu cái giá trị đó thì tự khắc cái hàm của chúng ta, tự khắc cái mạng của chúng ta có thể học được những cái giá trị này. Và cái giá trị này phụ thuộc vào cái việc chúng ta tối ưu hóa cái log function của chúng ta. Đó. Và cuối cùng có thể những cái giá trị này không còn là -1, -0, 0 nữa, mà thành một giá trị nào khác. Nhưng những giá trị đấy là những giá trị phù hợp nhất để có thể trích xuất ra những đặc trưng tốt nhất, sao cho cái log function của chúng ta là nhỏ nhất. Mà điều này là cực kỳ là quan trọng. Các bạn phải cần rất rất lưu tâm với cái điều này khi các bạn mà làm deep learning. Tất cả những giá trị này là đều được học, chứ không hề được định nghĩa trước. Thì chúng ta sẽ thêm một cái lớp convolution vào mạng của chúng ta. Các bạn có thể thấy đây này. Thì mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Chúng ta có một cái ảnh đầu vào là 32x32x3 này. Và chúng ta sẽ sử dụng cái kernel cỡ 3x3. Cái màu vàng nhỏ này. Cỡ 3x3. Và chúng ta sẽ sử dụng 32 cái kernel. Thì đây, mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Các bạn chú ý, chúng ta có một cái ảnh cỡ là 32 x 32 x 3. Đó. Và cái kernel trượt trên này chính là cái màu đen này này. Đó. Nó có cỡ là 3 3, mà nó có 32 cái kernel như thế. Thì khi thực hiện cái phép convolution đấy, thì cái đầu ra ấy nó sẽ là W1 H1 và 32. Có nghĩa là gì? Số lượng kernel sẽ chính bằng số channel của cái đầu ra. Và thực tế là cái W1 này nó sẽ phải nhỏ hơn 32, và cái 2.1 này sẽ nhỏ hơn 32. Nhưng mà ở đây mình dùng padding bằng same. Nên là đầu ra của chúng ta vẫn giữ nguyên là 32 32 và 32. Thì các bạn phải chú ý, luôn luôn chú ý rằng số lượng của kernel chính bằng số lượng channel của đầu ra. Điều này cũng rất quan trọng. Các bạn có thể để ý cái ảnh này. Ví dụ cái ảnh này mình lấy từ VDI, thì cái ảnh này là cỡ có 3 channel. Và đây là chúng ta có 5 cái kernel. Đấy, thì cái số lượng channel đầu ra chính bằng 5. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì quay lại ở đây. Đó. Ảnh 32 x 32 x 3 sử dụng convolution cỡ 3 x 3 x 32 ra được cái bộ đặc trưng là 32 x 32 x 32. Bây giờ mình sẽ add một cái lớp convolution vào này. Add convolution 2D này. Mở ngoặc 32 kernel, mỗi một kernel cỡ 3 x 3. Đó. Nó phải dùng padding bằng same. Tại sao mà dùng padding bằng same? Thì padding bằng same sẽ giúp chúng ta giữ lại cái data của ảnh ở phía cạnh của cái ảnh đó. Thì nếu chúng ta không dùng padding bằng same thì qua những cái bước tiếp theo ấy, thì dần dần cái data ở cạnh nó sẽ bị mất nhiều hơn. Chúng ta phải dùng padding bằng same. Mà chúng ta phải khai báo là cái set đầu vào của lớp convolution này chính bằng cái bên trên.
Về cái lớp này lớp đầu tiên, những cái xếp của đầu vào chính bằng ở đây, bằng cái ảnh thêm vào. Ta dùng hàm model.summary để kiểm tra là hiện tại cấu trúc của cái model của chúng ta đang là như nào rồi. Đó, thì các bạn có thể thấy này, cái lớp convolution này, đó, thì đầu ra của nó sẽ là 32 x 32 x 32, đúng không? Còn cái non này sẽ thể hiện là số lượng cái ảnh, đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào số lượng cái ảnh. Tại vì lúc đầu chúng ta mới chỉ nhắc đến là một cái ảnh thôi, nhưng khi chúng ta training thì chúng ta phải dùng rất nhiều ảnh. Đấy là lý do vì sao mà ở đây người ta sẽ đặt là non. Thì tổng cái param của chúng ta sẽ là 896 param. Cái param này chính là số lượng cái param cần phải học. Đó. Nếu mà những cái phép nào cần phải học thì nó sẽ có param, còn những lớp phép nào mà không cần phải học thì sẽ không có param. Thì tí nữa đến cái lớp mà max pooling chẳng hạn thì nó sẽ không có param. Vậy là chúng ta đã xử lý xong cái lớp đầu tiên rồi. Đây, chính là lớp convolution đầu tiên. Và đầu ra chính là 32 x 32 x 32. Đó. Tiếp tục đến lớp tiếp theo, lớp activation. Chính là một cái hàm ReLU. Thì trong deep learning người ta chứng minh rằng là trong cái mạng neuron thần kinh chúng ta phải có những lớp phi tuyến. Đó, để có thể xấp xỉ được những cái phân bố phức tạp. Thì ở đây các bạn cũng chưa cần tìm hiểu quá kỹ về cái công thức của nó, mà chúng ta chỉ cần biết là có một cái hàm phi tuyến ở đây. Thì trong trường hợp này chúng ta ép vào rất đơn giản thôi. Và cái hàm này nó sẽ không làm thay đổi cái shape của đầu vào. Cái đầu ra của nó vẫn chính là 32 x 32 x 32. Đó, chúng ta thêm ở đây. Chúng ta add model, add một cái lớp activation. Rồi luôn. Chạy. Và kiểm tra summary. Thì rõ ràng các bạn có thể thấy là gì? Cái hàm activation này không phải là một hàm để học, nó chỉ một hàm biến đổi mà thôi. Đấy là lý do vì sao cái param của chúng ta bằng không, chúng ta không cần phải học gì cả. Đó. Tiếp đến lớp tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ thêm vào một cái lớp batch norm. Đấy. Thì mình cũng sẽ không nói kỹ batch norm, nhưng các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là nó là một cái hàm để chuẩn hóa lại cái phân bố lại sao cho cái phân bố của cái data nó đồng nhất với cái input ban đầu. Tại vì các bạn có thể thấy qua những cái phép như kiểu convolution hay activation thì cái phân bố của cái data nó thay đổi rất là mạnh, nên người ta phải sử dụng batch norm để có thể là chuẩn hóa lại sao cho cái độ thay đổi đấy nó không quá lớn, để vẫn giữ những cái tương đồng giữa cái lớp đầu ra này với cái input đầu vào. Thì nếu các bạn mà muốn biết kỹ thêm batch norm thì mình có thể làm video về sau, nhưng mà trong ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung vào cái cấu trúc mạng mà thôi. Chạy batch norm này, kiểm tra summary này. Các bạn thấy là cái hàm batch norm này chúng ta cần phải học đúng không? Nên nó có param và nó không hề thay đổi cái đầu vào, nên cái shape đầu ra nó là tương tự, vẫn là 32 x 32 x 32. Tiếp đến chúng ta sẽ quay lại cái mạng. Đó, chúng ta vẫn tiếp tục thêm những cái lớp convolution tiếp, activation batch norm tiếp. Đó, chúng ta sẽ thêm, các bạn sẽ gõ nhanh ở đây. Đây mình sẽ copy lại code. Chúng ta sẽ có một cái lớp convolution tiếp theo. Nhưng lần này chúng ta không cần phải định nghĩa shape nữa, tại vì chúng ta đã biết shape rồi. Đây, shape đầu vào nó rồi, nên chúng ta không cần định nghĩa nữa. Xóa nó đi. Chạy. Tiếp tục thêm một cái lớp activation đằng sau. Đó. Chạy. Tiếp tục thêm một cái lớp batch norm tiếp đằng sau. Thì có một câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Có nhiều bạn hỏi là thế bao nhiêu cái batch norm, bao nhiêu cái convolution cho đủ? Đó, thì câu trả lời cho cái này là nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng data của mình. Đó, cái số lượng param này ấy, các bạn có thể thấy này, ở đây chúng ta có ví dụ 1024 param chẳng hạn, thì nó sẽ phải tương đồng với cái data point của chúng ta, cái số lượng data point. Nếu mà nó không tương đồng ấy thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp. Ví dụ nếu mà cái số lượng mà param của ta rất lớn so với số lượng data point thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng là gì, là bị overfit, là chúng ta quá thông minh nhưng mà chúng ta học data rất là đơn giản. Hoặc là trường hợp mà chúng ta cái param ít hơn rất nhiều so với số lượng mà cái data của chúng ta thì chúng ta sẽ bị underfit.
thì có nghĩa chúng ta trí thông minh thấp nhưng mà chúng ta học một cái gì đấy quá khó. Thì đấy là lý do vì sao mà trả lời cho chúng ta mấy cái câu hỏi là bao nhiêu cái lớp cho đủ. Thì trong trường hợp này mình đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 lớp rồi. Ok, mình sẽ xuống kiểm tra summary nào, xem nó thay đổi như nào nào. Đó, chúng ta đã thấy chưa? Chúng ta có thêm một cái lớp convolution này, một activation và một lớp batch norm. Đúng không ạ? Thì tiếp tục chúng ta sẽ thêm một lớp, nó gọi là lớp max pooling, model S. Max pooling 2D. Đó, và chúng ta sử dụng cái pool size chính giống như kernel size vậy, là 2.2. Đó. Mà chạy summary xem nào. Đó. Thì lớp max pooling này nó khác cái lớp convolution là gì? Thì các bạn có thể nhìn vào đây. Đây là max pooling, nó cũng có kernel, nó cũng trượt qua cái ảnh, nhưng mà nó khác ở convolution là gì? Ở max pooling thì nó trượt qua, nó chỉ lấy cái phần tử lớn nhất thôi. Ví dụ cái ô này là lớn nhất là 6, 9 này, 9 lớn nhất này, 8 lớn nhất này. Và nó không thực hiện phép nhân. Đó, mà nó không cần phải học những cái biến để nhân lên như là convolution, mà ở đây nó chỉ thực hiện cái phép mà lấy ra những giá trị lớn nhất của cái đầu vào thôi. Đấy lý do vì sao mà nó không có param để học. Đấy. Và cái việc này nó sẽ thu nhỏ lại cái phép đầu ra. Và các bạn có thể thấy ở trong cái mạng của chúng ta này, nó thu nhỏ từ 32 xuống còn 16 mà thôi. Đó, số lượng channel thì vẫn giữ nguyên. Đó. Và phép này là phép chúng ta không cần phải học. Đó. Thì rõ ràng các bạn có thể tưởng tượng là cái việc mà lấy ra những cái số lớn nhất này, nó thể hiện là chúng ta sẽ trích xuất những cái đặc trưng lớn nhất, mà chúng ta sẽ bỏ đi những cái đặc trưng mà nó không quan trọng bằng. Đó, nó thể hiện điều đó. Ok rồi, chúng ta sẽ xây dựng cái mạng chúng ta tiếp ở đây. Chúng ta đã xây dựng xong max pooling 2D ở đây rồi. Đây chính là cái đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục lắp thêm những cái lớp khác. Mà chúng ta sẽ lắp thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 7 cái lớp tương ứng như trên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ khác một điều là cái convolution 2D ấy, nó sẽ thay đổi là nó sẽ là 64 kernel. Đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục lắp ghép. Thì ở đây để mình nhanh thì mình sẽ code bằng cách copy. Đó. Sau lớp max pooling này mình sẽ add thêm một lớp convolution cỡ 64. Và mình đã biết cái input shape từ cái đầu ra của max pooling rồi, nhưng chúng ta không cần phải dùng cái này nữa, bỏ cái đi. Đó, chạy. Ok, add thêm một cái lớp activation cho nó, chạy tiếp. Add thêm một lớp batch norm. Ok, chạy nó. Tiếp tục add thêm một cái convolution 2D nữa. Tiếp tục cho thêm một cái activation relu. Tiếp tục cho thêm một cái batch norm. Và cuối cùng đây, chúng ta đến đâu rồi? Chúng ta đến đây rồi này. Mà tiếp tục cho một cái mask pooling vào. Cho mask pooling vào. Ok, enter. Kiểm tra summary chỗ nào. Đó. Từ max pooling này trở đi này, ta sẽ có một convolution này, một activation, một batch norm, một convolution, một activation, một batch norm và max pooling. Nếu các bạn là ra 66.336 cái param cần phải học thì đây chính là kết quả đúng. Tiếp theo, vậy là chúng ta đã xây dựng xong cái khu vực cần học để có thể là học được cái cách để có thể trích xuất dữ liệu đặc trưng từ những cái ảnh này. Nhưng chúng ta chưa học cái cách phân loại đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải học kèm luôn cả cách phân loại nữa. Thì ngay đằng sau cái khu vực phân loại này thì sẽ là một khu vực fully connected network để giúp phân loại. Đó. Thì buổi hôm nay thì chúng ta chỉ nói qua thôi. Còn nếu các bạn mà muốn mình nói thêm về cái mạng này thì mình sẽ chia sẻ về sau. Đó. Thì để mà đưa được vào cái mạng fully connected network ấy, thì các bạn chú ý này. Cái đầu vào của cái mạng đó phải là một cái vector chứ không thể là một cái ma trận nữa. Đó, phải vector 4096 phân tử. Thì bây giờ để mà chuyển từ cái đầu ra này là 8x8x64 của cái max pooling thành cái này, thành cái đầu vào 4096 này, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái phép
duỗi nó ra. Đây, đầu ra của Max Boolean là 8864 này. Bây giờ chúng ta sẽ phải thêm một cái lớp để duỗi nó ra. Đây. Ta duỗi nó ra bằng một cái hàm flatten. Ta sẽ duỗi nó ra bằng một cái hàm flatten. Hàm duỗi. Đó, flatten. Và sau khi flatten xong các bạn có thể để ý này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có một cái vector 4096 phần tử. Tiếp đến, chúng ta có 4096 phần tử rồi thì chúng ta tiếp tục thu nhỏ xuống 512 và thu nhỏ xuống 43 để sao cho nó fit với cái data của chúng ta, tại vì trong chúng ta chỉ có data có 43 lớp thôi. Hiện tại chúng ta đã có 4096 cái lớp. Bây giờ chúng ta phải thu nhỏ xuống còn 43 lớp. Đấy. Chờ tiếp tục code tiếp. Chúng ta sẽ chuyển từ 4096 xuống 512. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm dense.addDense. Một cái lớp đặc 512. Đó. Shift Enter. À, các bạn chú ý nhé, cái mạng Full Neuronated Network hay cái mạng kết nối đầy đủ thì nó sẽ yêu cầu là phải có hàm Activation Function ở đằng sau hàm Dense này. Ta cũng sẽ dùng ReLU. Đó. Và ta cũng chuẩn hóa lại data bằng Bastion. Enter. Tiếp tục. Chúng ta đã có 512 rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ giảm xuống còn 43. Ở đây mình sẽ add cái lớp dense xuống còn số lượng class chính là 43. Enter. Ok. Và cái hàm cuối cùng chính là hàm softmax để ra được xác suất cái lớp nào chính là lớp cao nhất. Đó, thì chúng ta phải thêm một cái activation chính là softmax. Nó chạy. Và kiểm tra summary nào. Nếu chúng ta ra được là tổng số lượng param là 2.188.107 thì là kết quả đúng. Thì các bạn có thể thấy là sau cái lớp cuối cùng thì nó sẽ ra được đúng 43 lớp theo cái data của mình. Để chúng ta dựa vào đây chúng ta có thể là tạo ra được hàm loss function. Và một lần nữa mình muốn nhắc lại với các bạn là tất cả những cái param này từ đầu là đều rỗng cả. Và chúng ta phải thông qua quá trình tối ưu hóa hàm loss chúng ta mới có cái giá trị của những param này. Và những param này sẽ là giá trị tối ưu nhất để cho giá trị của hàm loss thấp nhất. Đó, một lần nữa mình muốn nhắc cho các bạn, tất cả những lớp mà xử lý feature như convolution hay những lớp để nhận diện class, chứ các lớp dense mà lớp softmax đều không có giá trị của param, và chúng ta phải thông qua quá trình học để chúng ta có thể học được những param đó. Thì buổi ngày hôm nay mình đã giúp các bạn xây dựng toàn bộ cái kiến trúc này, và hy vọng là bạn đã biết cách để sử dụng TensorFlow 2 để xây dựng cái kiến trúc của mình. Và buổi ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng training. Và hy vọng cái video này hữu ích các bạn. Và nếu các bạn mà có mong muốn làm những video tương tự như này thì hãy để lại một comment. Xin chân thành cảm ơn. You know I came in and flossin' and actually awesome. I kill it, I'm getting my wing. This grand is whole like the Opry, admire the sauces. I need to go get him a break. You know I'm straight out the 10, spinning like rims. Baby, don't get in my face. I don't like playing pretend. I like making money and I'm making amends. Okay, I'm trying to give me a show fence. Sitting in the belly with segregated. With designer on bed till they devastated. Got no time to relax if he hesitate. Heaven knows I read the neon letters on the globe and believe it. I'm feeling conceited. Fill up the tank, got me a check. Filling the blank. Whoa, keep winning like kids. They
think I'm lucky. We ain't no kind of kin, but that's my cousin. 10-piece spice in my wings, that's bustin'. 10 toes down on the low, can't tell me nothing.